Ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP HCM đã xét xử và tuyên phạt Trần Kim Ngân, sinh năm 1994, ngụ quận 6, 9 tháng 16 ngày tù, về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Giữa Ngân và Lương Địch Lân, sinh năm 1991, ngụ quận 5, quen nhau qua mạng từ tháng 9 năm 2016. Qua thời gian dài trò chuyện qua lại, đêm 30 tháng 11 năm 2016, Lân đến phòng trọ của Ngân tại đường Hậu Giang, quận 6 để đi chơi. Sau đó, Lân chở Ngân về bãi đất trống ở sau chùa Huy Nghiêm, phường Bình Khánh, quận 2. Vừa vào khu đất trống, Lân rút dao kề cổ đe dọa Ngân phải cho Lân quan hệ tình dục. Ngân phản kháng quyết liệt, cắn vào người Lân, rồi giằng co lấy con dao đâm vào bụng Lân rồi bỏ chạy. Nhưng bị Lân níu kéo lại, nên Ngân tiếp tục đâm thêm một nhát vào ngực khiến Lân tử vong. Sau đó, Ngân chạy ra đường lớn, đón taxi về lại phòng trọ.